Xin chào các bạn Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến kênh vua xe của chúng tôi trong thời gian vừa qua Nếu các bạn cảm thấy kênh vua xe hay và ý nghĩa các bạn có thể ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới Và những video hot mà vua xe có thể gửi đến quý vị và các bạn Hôm nay vua xe xin giới thiệu đến quý vị và các bạn Chiếc Ford Ranger XLS AT về chính sách bán hàng Về phụ kiện cũng như là về màu sắc Vâng, hiện tại thì chiếc Ford Ranger XLS AT có giá là 650 triệu đây là cái phiên bản là số tự động một cầu sử dụng động cơ dầu 2.2 lít cho công suất khoảng 160 mã lực. Về màu sắc thì Ford Ranger XLT AT có các màu như sau: màu bạc, màu xám, màu trắng, màu đen, màu ghi vàng, màu xanh thiên thanh, màu xanh dương, màu đỏ đô và màu đỏ dương. Các bạn à, chọn màu nào phù hợp với mệnh của mình thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp hiện tại chúng tôi tất cả có tất cả các màu có thể giao ngay ngoài ra chúng tôi có các phiên bản sản xuất 2018 sản xuất 2019 với chính sách giá bán rất là hợp lý à, các bạn nào mua xe thời điểm này mua thêm các phụ kiện à, nắp thùng nốt thùng dán phim trải sàn vâng hiện tại thì ngoài Ford Ranger XLS AT chúng tôi còn có Ranger XLS MT với giá là 630 triệu for Ranger XLT MT giá là 754 triệu và for Ranger XLT AT có giá là 779 triệu có chính sách bán hàng và giá cả rất là hợp lý các bạn có thể liên hệ trực tiếp cho tôi theo số điện thoại 0902 157 666 để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về chính sách bán hàng cũng như là giá cả trên for Ranger XLT AT có những cái thay đổi về ngoại hình à, về động cơ và về thông số kỹ thuật. À, đảng, điểm đáng ghi nhận đó là chiếc uh, Ranger uh, XLT đã thay vì trợ đáy dầu rất là lặng và uh, khó lái thì đã được uh, trang bị trợ lái điện. Ngoài ra trên Ranger XLT còn trang bị uh, cân bằng điện tử là một trong những cái tính năng thông minh và an toàn uh, hàng đầu hiện nay. Về thuế chức bạ thì hiện tại thì thuế chức bạ của chiếc xe bán tải đã tăng từ 2% lên 7,2% tại khu vực Hà Nội và khu vực các tỉnh thì từ 2% lên 6%. Về biển số thì biển số của chiếc xe bán tải này thì vẫn là 500.000. Hiện tại thì chúng tôi đang bán xe, hỗ trợ các bạn đăng ký, đăng kiểm và các thủ tục lưu hành xe. Ngoài ra À, các bạn mua xe bán tải thì chúng tôi có thể hỗ trợ vay vốn ngân hàng vay vốn trả góp lên đến 70 giá trị xe à, chúng tôi có thể và, và hỗ trợ các bạn ở tất cả các cái khu vực Hà Nội và khu vực phía Bắc phía Bắc các bạn có thể liên hệ trực tiếp cho chúng, chúng tôi để chúng tôi hỗ trợ các bạn về chính sách bán hàng về giá cả về thủ tục vay vốn ngân hàng cũng như là các thủ tục đăng ký đăng kiểm và lưu hành xe một lần nữa, post xe xin cảm ơn các bạn đã quan tâm đến chúng tôi. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới và những video